Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, trong năm 2023, tình hình trong nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng còn nhiều khó khăn thách thức. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời tiếp tục triển khai các chính sách mới, nhiều chủ trương đột phá mới, tạo nguồn lực, xung lực mới, tăng tốc trong 3 năm còn lại để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sẽ tập trung thực hiện hiệu quả hai kiểm soát, dịch bệnh và lạm phát, không lơ là chủ quan kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đảm bảo nguồn thuốc và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường kiểm soát giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Khai thác tốt ba trụ cột tăng trưởng tạo động lực phát triển kinh tế gồm tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư, đặc biệt đảm bảo bốn an: an sinh, an ninh, an toàn và an dân. Tức là thực hiện tốt an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an dân, đồng thời tiến hành sơ kết 5 chương trình trọng điểm gồm chương trình phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất và mời gọi đầu tư các dự án công trình trọng điểm tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng du lịch, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Để phát huy tối đa hiệu quả của các chương trình, tạo nguồn lực tổng hợp phát triển kinh tế xã hội trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.